Thưa quý vị và các bạn, vùng cao Y Tý, huyện Bát Sát là một trong những điểm du lịch trải nghiệm và săn mây đẹp nhất của miền Bắc. Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Hà Nhì, Dao, Mông đã trở thành điểm nhấn cho vùng đất hoang sơ nơi biên cương Tổ quốc, góp phần làm nên sức hút Y Tý, có đóng góp của những thanh niên trẻ tiên phong làm du lịch tại đây. Tốt nghiệp Đại học Xây dựng tại Hà Nội, năm 2018, chàng thanh niên Hà Nhì, Ly Xá Suy quyết định trở về quê hương thực hiện ước mơ làm du lịch. Thời điểm ấy, một số gia đình Hà Nhì đã phá bỏ nếp nhà đất truyền thống để xây nhà cao tầng. Ly Xá Suy lại quyết tâm làm homestay từ chính ngôi nhà trình tường. Đây cũng là căn homestay làm dịch vụ chuyên nghiệp đầu tiên của Y Tý. Cái ngôi nhà đất thường là nó sẽ ít cửa sổ và nó không được thông thoáng cho lắm. Thì mình sẽ khắc phục bằng cách là mình có thể thêm cửa sổ hoặc cho cửa sổ nó to hơn để đảm bảo ánh sáng, đảm bảo cái không gian. Đấy, thì tiếp đó là mình cũng làm một cái nhà vệ sinh khép kín ở trong nhà luôn để cho nói chung là để được sự tiện nghi thôi. Lượng khách du lịch đến với Y Tý nhiều, nhu cầu về ăn, nghỉ của du khách cũng tăng. Những điểm lưu trú dần được hình thành, thành điền cũng nhanh nhạy hơn. Ngoài mở các điểm lưu trú, còn biết học cách làm du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách. Trước kia đã là những cái người rất là rụt rè và rất là e dè trong cái việc mà giao tiếp với cả người ngoài ấy. Thì trong khi đó, bây giờ hiện tại thì tất cả các chị em nói chung là được đi giao lưu với khách nhiều hơn thế này thì đi ra ngoài, chị em có cái tính niềm nở hơn và rất là vui vẻ và hòa đồng với cộng đồng ạ. Mang vào du lịch những câu chuyện văn hóa, biến văn hóa thành một giá trị hữu hình để người bản địa có thể dựa vào đó làm sinh kế. Đây là hướng đi đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn và chính điều này cũng góp phần mang đến sức hấp dẫn cho thiên đường mây Y Tý. Giống như là mình đang ở một nhà người dân ấy, chứ không phải là một cái dịch vụ homestay hay là khách sạn gì. Mình gần với cái cuộc sống của người dân tộc miền núi hơn. Hiện nay về nơi ăn, nghỉ và sinh hoạt cũng đáp ứng được cái nhu cầu là tương đối là đầy đủ đối với du khách. Trao đổi với các du khách rất nhiều thì họ cũng cảm thấy là Y Tý là một cái vùng đất rất chi là mới lạ và đáng để khám phá. Họ mong muốn coi như là được đã đi rồi lại muốn quay trở lại Y Tý. Hiện xã Y Tý có trên 10 cơ sở làm dịch vụ lưu trú, phần nhiều là các mô hình khởi nghiệp của thanh niên bản địa. Xây giấc mơ làm du lịch đã trở thành khát vọng của một thế hệ trẻ, nỗ lực đưa du lịch Y Tý trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch Việt Nam.